trưởng mạnh ở châu Phi. Stevie August là giải thưởng về kinh doanh được tờ New York Post mô tả là giải Oscar dành cho giới kinh doanh quốc tế. Lumitel bắt đầu cung cấp dịch vụ ví điện tử vào tháng 3 năm 2017. Lúc đó, tại Burundi đã có hai ví điện tử là EcoCash và Smart Pesa. Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy một năm, Viettel cho hay, ví điện tử của Lumitel đã xây dựng được hệ thống kênh phân phối với 16.793 đại lý bao phủ 86%. Diện tích Burundi và trở thành dịch vụ Mobile Money có kênh phân phối lớn nhất tại Burundi. Tại Burundi, một trong 10 quốc gia nghèo nhất thế giới, ví điện tử của Lumitel là ví điện tử duy nhất có thể sử dụng trên cả điện thoại cơ bản, điện thoại. Khách hàng có thể truy cập và sử dụng dịch vụ trên nền USSD mạng 2G. Hiện ví điện tử của Lumitel là ví điện tử số 1 tại Burundi với 1,4 triệu thuê bao đang hoạt động, tương đương hơn 60% thị phần kể từ đầu năm 2019 đến nay. Ví điện tử của LumiTel đã kinh doanh có lãi và trở thành ví điện tử duy nhất do người Việt Nam vận hành có lãi hiện nay. Với ví điện tử này, người dân Burundi có thể chuyển tiền, rút tiền trên toàn quốc, thanh toán thuế, các khoản phí và lệ phí, thanh toán tiền điện, tiền nước, mua thẻ cào điện tử bằng điện thoại di động.